Trời sao lâu dừng tay. Vô anh qua, vô túc qua, các người quả là âm hồn bất tán. Sao lại đến đây rồi? Cổ bà bà, tục ngữ nói đúng, không đến hoàng hà lòng không chết. Cổ độc bồn chúng tôi nổi tiếng khắp võ lâm, nếu ngay cả một bình nước suối ở địa ngục cốc cũng không thể lấy được thì không phải là trò cười lớn rồi sao? Cho nên các ngươi cảm thấy không cam tâm, liên tiếp đến đây quấy rối có phải không? Nếu bà đã biết còn hỏi để làm gì? Kết hoàng gia chi bằng làm bằng hữu còn hơn. Cổ bà bà, nếu ta là bà bà thì không làm mất hòa khí đâu. Ta thừa nhận cổ độc môn các người xưa nay không có đối thủ, nhưng địa ngục cốc bọn ta cũng không phải là trái ngọt gì. Thật không? Không tin thì các người cứ thử đi. Lên. Giữ lại mạng sống, sau này vẫn còn cơ hội. Đi. Lão phu nhân quả là cũng có vài chiêu đó. Dư thừa. Nếu bà lão này không có vài chiêu thì cục diện của địa ngục cốc này có được như hiện nay không? Đúng vậy. Ai vậy? Ra đây đi. Ta đi. Xin hai người đừng hiểu lầm. Ta không có ác ý, ta đến đây là muốn làm bằng hữu với hai người. Vậy mục đích của ngươi là gì? Tại vì ta hận một người. Ngươi hận ai? Con gái của thần y Triệu Bách Niên, Triệu Du Lan. Ả có liên quan đến chúng ta sao? Cá giúp nước, nước giúp cá, đôi bên chúng ta đều có lợi. Người nói thử xem. Chỉ cần hai người giết được Triệu Du Lan, cho ta được nhìn thấy thi thể, ta sẽ có cách đưa nước suối ở địa ngục cốc cho hai người. Người chắc mình làm được chứ? Lời hứa của ma quỷ ở địa ngục cốc xưa nay đều nhất ngôn cửu đỉnh. Được, chúng ta hứa như vậy đi. Lúc nào đây? Sau khi xong việc, ta sẽ báo cho người biết. Đi. Cái thứ ăn cơm nhà lo chuyện bên ngoài như con, mẹ rất muốn giết chết con này. Mẹ, con gái làm trái lệnh mẹ, đúng là đáng đánh đáng giết. Nhưng chuyện tình cảm giữa con với Hàn Nguyệt, xin mẹ đồng tình với tình cảnh của con. Con đã sai hết lần này đến lần nọ, sai đến không thể đồng tình rồi. Con biết chứ. Mẹ, nhưng con như vậy đều là thật lòng. Vì con nghĩ đến đại cuộc nên con mới cứu Hàn Nguyệt khỏi tuyết đầm. Con còn muốn xáo biển với mẹ sao? Mẹ, đây là sự thật đó. Dù sao huynh ấy cũng là chồng con. Dù mẹ không chịu suy nghĩ cho con, mẹ cũng phải suy nghĩ cho cháu ngoại chưa ra đời của mẹ chứ. Cái gì mà là cháu ngoại? Đó là cháu của mẹ. Vậy thì mẹ nên bỏ qua chuyện này, tha thứ cho chúng con lần này đi. Mẹ, cho Hàn Nguyệt thêm một cơ hội đi. Mẹ, bà lão kia, con gái cũng đã quỳ xuống rồi, thấy điều tốt thì hãy nhận đi. Sao phải làm như vậy? Lão già chết tiệt, ông đừng xen vào chuyện này. Được, không nói thì không nói.
Hôm nay thì thôi đi, đứng dậy đi. Cảm ơn mẹ. Nhưng cậu nên nhớ kỹ điều này. Lần này sẽ bỏ qua, không có lần sau đâu. Nếu cậu còn chọc giận con gái ta, ta nhất định giết cậu đó. Cổ cô nương, sao cô nương phải làm như vậy? Tài hạ đã nói với cô nương rồi, đừng đối xử tài hạ tốt như vậy, cô nương sẽ hối hận đó. Lấy chồng phải theo chồng, có hối hận muội cũng chịu. Cô nương chịu, nhưng tài hạ, nhưng tài hạ không chịu đâu. Chuyện này không thể miễn cưỡng mà. Chuyện tình cảm là phải đôi bên tình nguyện. Cô nương như vậy chỉ là một phía thôi. Đại sư, triệu cô nương. Dùng tạm bánh bao chay này cho đỡ đói đi. Đại sư dùng đi, tiểu nữ không đói. A-di-đà Phật. Triệu cô nương, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút. Linh sơn không xa, có chỉ sẽ đến. Biển người không sâu, dưỡng tình sẽ chìm. Điều này cô nương phải nhớ cho kỹ. Cảm ơn đại sư chỉ điểm. Nào, ngồi xuống đi. Tỷ tỷ, Nhàn Nhân hòa thượng không phải là hạng tầm thường, có lẽ ông ta sẽ gây trở ngại. Làm sao đi? Có cách rồi, chúng ta sẽ dùng cách điều hổ ly sơn. Triệu cô nương, nếu có người tập kích cô nương, tuyệt đối đừng manh động. Chúng ta sẽ tùy cơ hành sự, biết chưa? Dạ. Ai đó? Ngươi là ai? Ngươi có cổ độc môn, đến đây làm gì? Để lấy thi thể của ngươi. Đại sư, mặc kệ bận tăng, dù là cô nương hãy xuất chiêu theo khẩu quyết của bận tăng. Dạ. Hàng mai tối nhụy, phi nhạn đầu lâm. Phiêu vũ vũ tự. Hồ điệp xuyên qua. Đại sư, hình như đại sư đã trúng cổ độc rồi. Đại sư, không sao. Có câu lấy độc trị độc, bần tăng có cách rồi. Đại sư võ công cái thế, vừa rồi nếu không có khẩu quyết của đại sư chỉ điểm, e rằng tiểu nữ không phải là đối thủ của ả. Điều này cũng phải xem đối tượng.
Nếu tính giác ngộ của cô nương không cao, không ăn ý, dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không làm gì được. Nếu nó được đại sư truyền dạy võ công, tức là môn sư của đại sư rồi. Nếu đại sư không chê, giảng bối xin bái đại sư làm sư phụ. Điều này sư phụ ở phía trên xin nhận một lạy của đệ tử. Được, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Cảm ơn sư phụ. Tiểu thơ đừng kích động, nghe tiểu nhân nói đi. Ngươi không quản được đâu. Đúng, tiểu nhân không quản được. Nhưng tiểu thơ à, tiểu nhân cũng là quan tâm tiểu thơ thôi. Tiểu thơ, tiểu nhân biết tiểu thơ rất yêu Tiêu Hàn Nguyệt, cho nên tiểu nhân mới khổ tâm như vậy, nghĩ ra kế sách này để giúp tiểu thơ, hy vọng tiểu thơ được hạnh phúc. Kế sách gì vậy? Người có thể có kế sách gì nào? Có chứ. Tiểu nhân biết Tiêu Hàn Nguyệt rất yêu Triệu Du Lan. Nếu có thể giết chết ả, thì Tiêu Hàn Nguyệt mới bỏ ý định này. Hắn sẽ ở bên tiểu thơ mãi mãi, tiểu thơ cũng sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Cho nên người muốn làm gì? Tiểu nhân đã có hứa hẹn ma quỷ với tỷ muội anh hoa của Cổ Độc Môn rồi. Chỉ cần họ có thể đưa thi thể của Triệu Du Lan cho tiểu nhân xem, thì tiểu nhân sẽ đưa nước suối ở địa ngục cốc cho họ. Tiểu thơ, sao tiểu thơ đánh tiểu nhân? Dĩ nhiên là phải đánh người rồi. Vì thủ đoạn của người bỉ ổi quá rồi. Tiểu thơ, tiểu thơ, không hay rồi. Chuyện gì vậy? Tần cô già bỏ đi rồi. Ta biết rồi mà. Ta không thể giữ huynh ấy lại. Ta không thể giữ huynh ấy lại. Đánh đi. Dừng tay. Dừng tay. Đừng giết huynh ấy. Giết huynh ấy cũng vô ích. Trần Hương, con chấp mê bất ngộ quá rồi. Một gã lạnh nhạt vô tình như hắn, chi bằng giết hắn đi cho xong. Hảo tiểu tử, ta sẽ lấy mạng của người. Tiểu thơ, Ngư Long, Ngư Long, Ngư Long, Ngư Long, Ngư Long, Ngư Long. Tiểu thơ, cả đời tiểu nhân không có kỳ vọng nào khác. Chỉ cần tiểu thơ được hạnh phúc thì tiểu nhân vui rồi. Hôm nay tiểu nhân cứu tân cô gia, cũng là mong cô gia có thể tốt với tiểu thơ. Ngư Long, tiểu thơ, chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ. Tiểu nhân lúc nào cũng thích tiểu thơ. Tiểu nhân biết mình không thể trèo cao. Thú thật với tiểu thơ, những người đàn ông sắp thành thân với tiểu thơ trước đây đều là tiểu nhân hại chết. Hôm nay tiểu nhân đã nói hết chuyện trong lòng mình ra. Chết cũng được nhắm mắt rồi. Ngư Long, Ngư Long, bây giờ ta mới biết người yêu ta là ngươi. Ngươi mới là người vĩ đại nhất. Mẹ, mẹ cho Tiêu Hàn Nguyệt đi đi. Để huynh ấy đi đi. Tiêu Hàn Nguyệt, ngươi còn đợi gì nữa? Mau cút đi cho ta. Cút đi càng xa càng tốt. Cha, mẹ, con sai rồi. Rõ ràng biết chuyện hôn nhân không thể miễn cưỡng, nhưng con vẫn cố chấp, nhất định muốn ép buộc người ta.
Bây giờ con chỉ muốn sám hối 3 năm ở trước mộ của Ngư Long, ở lại địa ngục cốc để chăm sóc cha mẹ thôi. Cả đời này không lấy chồng chỉ có một yêu cầu, hy vọng sau này cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Ta liệu sự như thần, nếu nước suối ở địa ngục cốc có thể dễ dàng để cho các người lấy được thì còn được xem là báu vật hiếm có trên đời không? Thuộc hạ bất tài, xin đường chủ tha tội. Không sao cả, lần này không thành còn có lần sau. Dạ. Bây giờ Triệu Bích Niên đã rơi vào tay Cổ Độc Môn chúng ta, điều này với chúng ta mà nói còn không phải là bắt đầu tốt đẹp sao? Cũng là một nửa của thành công rồi. Nói rất đúng. Ai đang đùa giỡn với ta vậy? Con người ngươi sao lại vô lễ như thế này? Đã gặp bổn quận chúa không chào hỏi tiếng nào thì định bỏ đi sao? Tiểu quận chúa, tiểu nhân có thể đi rồi chứ? Đợi một lát. Tại sao lúc nào quận chúa cũng âm hồn bất tán? Người ta không dễ gì mới đợi được ngươi, nhưng ngươi không nể mặt người ta chút nào cả. Được rồi, quận chúa nói đi. Thật ra quận chúa muốn thế nào? Ta biết ngươi đói bụng rồi, đi theo ta đi. Xưa này ta chưa từng bị đói bao giờ, nhưng ta nghe kẻ dưới trong Dương phủ thường nói, người là sắt cơm là thép. Nếu người đã đói đến phải bắt thỏ, chỉ bằng nể mặt ta đến đây dùng tạm một bữa đi. Sau khi ăn xong chúng ta mới lên đường, vẫn chưa muộn mà. Tấm thịnh tình của quận chúa, Hằng Nguyệt cung kính không bằng tuân lệnh. Người cũng đừng lúc nào đều gọi ta là quận chúa, người gọi ta là anh đi. Anh qua đi. Xưa này ta chưa từng phục vụ ai cả, hôm nay ta sẽ nếm thử mùi vị phục vụ người khác. Cảm ơn. Ăn đi. Sao muội biết huynh ở đây? Khi huynh vừa mới rời khỏi địa ngục cốc thì muội đã nhận được tin rồi, cho nên mới đi theo huynh. Tin tức hả? Tin tức gì vậy? À không có gì, muội đoán trúng thôi. Không đúng, một mình muội làm sao có thể chuẩn bị nhiều thứ như vậy? Thật mà, chỉ có một mình muội thôi. Trời ơi, lưng của tôi gãy rồi. Đứng dậy nhanh lên. Sư phụ của huynh đâu? Không biết. Có đệ tử ở đây thì sư phụ không thể đi đâu rồi. Ra đây đi. Tôi xin đầu hàng. Đừng ra tay nữa. Tôi ra đi rồi. Quả nhiên hai người thành sự không đủ, bại sự có thừa. Đang dở trò gì đây? Tại hạ hỏi hai người, cha con Triệu đại phu đang ở đâu? Không biết. Không biết hả? Hai người đừng giả vờ với tại hạ nữa. Tại hạ từ địa ngục cốc ra đây, đi ngang nơi nào hai người đều biết rất rõ. Tại sao hai người không biết hai cha con họ đang ở đâu? Tiểu quận chúa. Được rồi, được rồi, huynh đừng tra hỏi họ nữa. Có muội ở đây, họ không dám không nói đâu. Nếu mọi người đã đói bụng thì chúng ta dùng bữa trước đi. No bụng rồi hãy nói. Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu quận chúa hiểu chuyện lắm đó. Dân xem cái ăn như trời, no bụng rồi mới nói đi. Ăn đi, cái này ngon lắm đó. Sư phụ, có người đến kìa. Để ta đi xem thử. Chúng ta đi xem thử đi.
Hai người đừng bỏ đi, vẫn chưa nói rõ mà. Hai người đang làm trò quyền hư gì vậy? Muốn toàn mạng thì đừng lên tiếng. Người của cổ độc môn đến rồi. Trong đời các người chưa từng gặp ai sao? Thức ăn nguội hết rồi. Chuồn đi. Hai người không được đi. Huynh nhìn kìa. Chết rồi. Bãi mê xem náo nhiệt, để cho họ chạy mất rồi. Huynh còn có việc phải làm, huynh đi trước đây. Tiêu Hàn Nguyệt, huynh đứng lại đi. Thường cửu thường tập đi mất rồi, lại xuất hiện một đồ quái nhân. Huynh nhẫn tâm bỏ muội ở khu rừng này một mình sao? Dù sao huynh cũng không thể dẫn theo muội đi khắp nơi mà. Muội biết huynh muốn đi tìm Triệu Du Lan gì rồi đó. Có muội đi theo không được tiện, nhưng không sao. Nếu Tiêu Hàn Nguyệt huynh còn là một nam tử hán, ít ra huynh cũng phải đưa muội về đến chỗ sư phụ muội. Đi nào. A Di Đà Phật. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Tà môn ngoại đạo đã gặp thì không may rồi. Du Lan, chúng ta mau tránh mặt đi. A Di Đà Phật. Sư phụ, thật ra họ là ai vậy? Đại hoạn của con người đều ở chữ tham, đều ở chữ ác, đều ở chữ hận. Hận do tâm sinh, thân vong dị oán. Đến bao giờ phàm phu tục tử mới có thể ngộ ý, ngộ ngã, ngộ cố? A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Này, thật ra sư phụ muội đang ở đâu vậy? Huynh còn có việc phải làm nữa đó. Sao rồi? Chuyện đã hứa còn muốn nuốt lời sao? Muội biết muội không quan trọng bằng Triệu Du Lan, nhưng sư phụ đã để lại ký hiệu rồi. Người ta đã làm mất bao nhiêu thời gian của huynh vậy? Anh, muội đang so gì vậy? Đây là cái ví tiền của sư phụ muội tặng cho muội. Huynh nhìn ký hiệu này đi, giống hệt ký hiệu trên ví tiền của muội đó. Điều này chứng tỏ sư phụ muội đang ở gần đây. Chúng ta chỉ cần lần theo ký hiệu này thì có thể gặp được sư phụ muội rồi. Nhưng ký hiệu này sao lại giống hệt như ký hiệu trên chiếc kiệu của người đàn bà thần bí vừa rồi vậy? Chẳng lẽ sư phụ muội là cùng một bọn với họ sao? Điều này thì muội không biết. Hai ký hiệu này đã hợp lại thành một rồi. Sư phụ muội nói như vậy có nghĩa là sư phụ đang ở đây. Vậy thì hay quá. Cuối cùng huynh đã hoàn thành nhiệm vụ. Huynh đi được rồi. Muội biết ngay mà. Huynh muốn bỏ rơi muội lâu rồi. Này, đi mau. Các vị võ lâm đồng đạo, cổ độc môn đang làm việc ở đây, xin nể mặt tránh đường cho.
Người vừa rồi chúng ta đã gặp rồi mà, tại sao phải sợ hắn? Nói nhỏ thôi. Mẹ Quỳnh đã nói, người trên giang hồ đang làm việc không tiện làm phiền, nếu không sẽ phạm đại kỵ. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, tốt nhất chúng ta đừng gây phiền phức, đi mau. Sao lại không liên quan đến chúng ta? Sư phụ muội đang ở đây, muội phải đi tìm sư phụ. Đây. Khởi bẩm Tả môn chủ, Đỗ lão tam Lý Cương, giả đại viên ngoại đang đợi ở đây, xin Tả môn chủ sai khiến. Ba người các ngươi đã làm việc cho Cổ Độc môn ta nhiều năm rồi, mà ngay cả Triệu Bách Niên có sức trói gà không chặt cũng không bắt được. Báo hại Tả môn chủ này phải đích thân ra mặt, các ngươi biết tội chưa? Khởi bẩm Tả môn chủ, không phải là ba người chúng tôi làm việc bất lực, mà tại vì trong mắt người trong giang hồ, Triệu Bách Niên là một báu vật, người nào cũng muốn có ông ta. Ba người chúng tôi tài nghệ không bằng người ta, không có cách nào xem vào. Huống hồ Tả môn chủ đã kỳ khai đắc thắng, đã tóm được Triệu Bách Niên, xin Tả môn chủ cho phép ba chúng tôi lấy công chuộc tội. Nếu tài nghệ không bằng người ta, còn giữ lại để làm gì? Xin Tả môn chủ tha mạng. Tả môn chủ, quả thiêu tiêu diêu cung cũng được xem là đại công rồi, xin Tả môn chủ cho phép chúng tôi lấy công chuộc tội. Cổ Độc môn thưởng phạt phân minh, công lao của các ngươi dĩ nhiên ta sẽ ghi nhận. Sau khi các ngươi ra đi, ta sẽ cho người đối xử tốt với người nhà các ngươi. Dù sao cũng là một con đường chết, lên đi. Còn dám tạo phản sao? Được, ta không dùng sáo nữa, để cho các người chết khâm phục khẩu phục. Viên châu như hạt đậu cũng dám so sánh với Tinh Tú sao? Anh cẩn thận. Ngươi là đệ tử của Vua Anh Hoa sao? Đúng. Coi như ngươi may mắn. Này, ngươi đã bắt Triệu đại phu đi đâu rồi? Này, đợi muội với. Tại sao trong nháy mắt thì không thấy đâu rồi? Quỳnh đi nhanh như vậy làm sao người ta theo kịp? Quỳnh không kêu muội đi theo mà. Quỳnh đã hứa đưa muội đến chỗ sư phụ rồi mà, Quỳnh không nuốt lời đâu. Nhưng người đó rõ ràng đã nói Triệu đại phu đã bị họ bắt đi. Dù sao Quỳnh cũng phải điều tra cho ra lẽ. Muội tìm nơi nào đó đợi Quỳnh đi. Nếu Quỳnh đuổi kịp ả, hỏi được điều gì đó mới trở về tìm muội. Không, muội cũng muốn đi tìm ả. Tại sao? Tại vì ả đã cướp mất ví tiền của muội. Người ta đã đi mệt lắm rồi, chúng ta uống chén trà nghỉ ngơi một lát có được không? Người ta đã đi mất mà còn có tâm trạng uống trà sao? Quỳnh không nghỉ ngơi hả? Vậy muội hỏi Quỳnh, Quỳnh có đói bụng không? Quỳnh, chúng ta vào trong đi. Chủ quán, mặc ít thức ăn thức uống lên đây đi. Có ngay, có ngay. Quỳnh thấy chưa, vừa rồi có nhiều món ngon như vậy Quỳnh không ăn, bây giờ thì phải ăn bánh bao, đáng đời lắm. Hai vị khách quan xin lỗi nhé, quán này chỉ có trà nước với bánh bao thôi. Sau khi ăn xong xin hai vị lên đường ngay. Tại sao vậy? Bọn ta không phải không trả tiền mà. Tại sao lại đuổi người ta đi vậy? Không có, không có. Ăn đi. Mau dìu ta đứng dậy, để ta đi một mình. Minh chủ cẩn thận. Cô nương cẩn thận. Hỗn láo. Cảm ơn. Tốt bụng không được đền đáp. Qua đây đi. Minh chủ, Minh chủ, cẩn thận nhé. Tiểu Hàn Nguyệt, có người nộp mạng đến kìa. Tham kiến Tả môn chủ. Ai bảo người đứng dậy?
Đừng trách mũi ấy, đây là ý kiến của ta. Để thuộc hạ dìu môn chủ qua đó. Ta chỉ muốn uống nước thôi. Chủ quán, mang nước đến đây. Dạ dạ. Uống nước nóng thì không bị ho nữa. Công tử, nước, nước đến rồi đây. Người chán sống rồi phải không? Vị công tử này, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo. Ta không rảnh. Tại sao công tử giết người này? Vì hắn đã làm bẩn y phục của hữu môn chủ chúng ta. Nhưng để tình người đồng hành với ngươi, tha cho ngươi một lần rồi. Nhưng lần này không tha cho ngươi nữa. Kiếm pháp thất sát. Cổ độc môn chúng ta không muốn đối địch với kiếm đế. Hẹn người gặp lại. Đuổi theo. Hòa thượng ăn bánh tiêu diêu tự tại biết mấy. Tiền bối, A-di-đà-phật, kiếm đế, thí chủ đến đúng lúc lắm. Người của cổ độc môn đang gây sóng gió, đang đợi thí chủ đến chủ trì chính nghĩa. Như vậy xem như hoàn thành một tâm nguyện của sư đồ bần tăng rồi. Được, đại sư, cáo từ. Tiêu Hằng Nguyệt, huynh nhìn kìa, không thấy tên thư sinh dùng sáo vàng kia rồi. Chỉ có người đàn bà dở sống dở chết kia thôi. Dù sao họ cũng là một bọn, đi theo họ cũng vậy thôi. Lạ thật, tại sao theo đến đây không thấy ai rồi? Đúng rồi, chúng ta qua bên đó tìm thử đi. Được. Cùng nghênh tả môn chủ. Trên đường vất vả lắm không? Không sao cả. Ta muốn gặp người họ Triệu kia. Được, giải Triệu Bách Niên ra đây. Thăm kiến hữu môn chủ. Giải Triệu Bách Niên đến rồi. Sao các ngươi có thể vô lễ với Triệu đại phu như vậy? Thuộc hạ biết tội. Triệu đại phu đắc tội rồi, mời thượng tọa. Không cần đâu. Muốn lấy mật chiếu một câu thôi. Không có. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Triệu đại phu, ông hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải muốn có mật chiếu gì. Vậy tại sao ngươi bắt ta đến đây? Triệu đại phu nặng lời rồi. Người bắt ông là người của địa ngục cốc. Chúng tôi chỉ cứu đại phu ra thôi. Bọn thuộc hạ đã đắc tội, xin đại phu bỏ qua. Thôi đi. Nếu các ngươi nói là đến cứu ta thì nên thả ta đi ngay mới đúng. Không cần phải gấp trong một lúc mà. Xin Triệu đại phu nghe tại hạ nói hết đi. Ta không muốn nghe. Ta đã biết các người không có lòng tốt. Không. Chúng ta hãy đưa Triệu đại phu đến trường sinh quật xem thử đi. Nếu ông ấy thật sự không muốn ở lại thì hãy để ông ấy đi đi. Mời. Đây là nơi luyện đan chế thuốc của cổ độc môn. Bổn môn chủ cũng như Triệu đại phu rất có hứng thú với y thuật. Nói nhảm. Y thuật là để cứu người, cổ độc là hại người. Làm sao có thể gộp lại với nhau được? Triệu đại phu, con dao này có thể giết người, nhưng nếu nó nằm trong tay Triệu đại phu, nó có thể trở thành công cụ trị liệu của đại phu. Cổ độc cũng vậy, nhất cần sử dụng đúng cách cũng có thể phổ độ chúng sinh như thường. Triệu đại phu cứ tự nhiên.
Đây là thảo dược và đan hoàng kéo dài tuổi thọ mà bổn môn đã nghiên cứu ra. Xin Triệu đại phu chỉ điểm. Các người dùng những thứ đó đi làm gì? Người hãy nói rõ với Triệu đại phu đi. Trước tiên để tại hạ tự giới thiệu. Chúng tôi đến từ Miêu Cương. Tổ sư gia rất thương người nên đã sáng lập ra cổ độc môn. Truyền đến đời chúng tôi có hai vị môn chủ. Hữu môn chủ là sư muội của tại hạ, Ngân Bình nữ sứ. Tả môn chủ là tại hạ, biệt hiệu Thư Sinh Sáu Vàng. Hai chúng tôi kế thừa chí hướng của tiên nhân, thề phải tạo phước cho sinh linh. Bạn môn tả đạo không biết xấu hổ. Tuy lão phu không phải là người trong giang hồ, nhưng đã nghe tiếng ác của cổ độc môn lâu rồi. Triệu đại phu nói như vậy là không đúng. Tin đồn không thể tin được. Thật ra cổ độc chỉ là một giai phụ trong y thuật, cũng luyện đan dùng thuốc giải trừ bệnh tật như nhau. Còn những thứ kia các người lại dùng để làm gì? Từ đời tổ sư gia của bổn môn cho đến nay, luôn cảm thấy mạng người rất mềm yếu. Từ khi được sinh ra đã phải chịu giày vò và uy hiếp của bệnh tật, cho nên lúc nào cũng hy vọng nghiên cứu ra một loại pháp môn có thể miễn trừ sự giày vò về sinh lão bệnh tử của phàm phu tục tử. Chí khí lớn thật, đây chỉ là bước đầu tiên của chúng tôi, được gọi là lấy độc trị độc. Cái gì? Lấy độc trị độc hả? Triệu đại phu là thần y, chắc là hiểu con người bị bệnh là do mầm bệnh gây ra. Nếu như một người nào đó toàn thân đều là độc mà còn có thể sống sót, như vậy thì khỏi phải sợ bất cứ mầm bệnh nào rồi. Điều này xưa nay chưa từng nghe đến. Giả lại, bây giờ nghiên cứu của chúng tôi đã có thành tựu. Triệu đại phu xem đi. Ở đây có hai nhóm súc sinh. Nhóm bên này mỗi ngày đều được cho ăn thứ kịch độc, nhưng chúng vẫn sống rất tốt. Còn nhóm này chỉ cho ăn thức ăn thông thường, nhưng chúng lại có nhiều bệnh tật. Có chuyện này nữa sao? Thử nghiệm của bổn môn đến đời của chúng tôi đã được thử nghiệm trên con người. Chúng tôi đã đặt cho nó một tên gọi, tên là cổ nữ thân độc. Mời đại phu xem số hài cốt này. Họ đều vì chuyện cứu khổ cứu nạn tự nguyện hiến thân. Điều đáng tiếc là chúng tôi thử nghiệm trên súc sinh, lần nào cũng rất thành công, nhưng khi thử nghiệm trên người lại liên tiếp bị thất bại. Vô duyên vô cớ đã hy sinh không ít tính mạng của các tỷ muội. Các ngươi còn dùng mạng người để làm thử nghiệm sao? Đúng là vô nhân đạo quá rồi. Vì muốn giảm thiểu hy sinh vô ích, cho nên mới mời Triệu đại phu đến đây, hy vọng có thể cùng sáng tạo ra kỳ tích, nghiên cứu ra cổ nữ thân độc thật sự, có thể tạo phúc cho con cháu ngàn đời sau. Các ngươi muốn ta đến đây để cùng thí nghiệm với các ngươi sao? Triệu đại phu là đệ nhất danh y ở Trung Nguyên. Nếu có thể đến đây giúp một tay, nhất định sẽ thành công. Khởi bẩm hai vị môn chủ, có người đã tìm đến cửa hàng. Nghe nói là một nam một nữ mà hai vị môn chủ đã gặp ở quán trà. Được, để ta ra đuổi họ đi. Không, để ta đi. Ngươi ở lại với Triệu đại phu đi. Này, ở bên kia có một hang động, chúng ta qua đó xem thử đi. Sư phụ, thì ra sư phụ đang ở đây hả? Con với Tiêu Hàng Nguyệt tìm sư phụ cực khổ lắm đó. Anh, sao lại là con vậy? Đúng vậy, đó chính là tiểu đồ anh. Anh, còn không qua đây thỉnh an hữu môn chủ sao? Còn lâu con mới thỉnh an. Anh, con không cần đâu. Đưa ả đi đi, đừng gây cản trở ở đây. Dạ, môn chủ. Con không muốn đi, đi theo ta. Tên tiểu tử không biết tốt xấu kìa. Nơi như cổ độc môn là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Thật ra ta không muốn đến, nhưng nghe nói Triệu đại phu đang ở trong tay các ngươi, nên ta phải hỏi cho ra lẽ. Vậy thì phải xem ngươi có thể qua được ải ta không rồi. Phi Sam lân trưởng,
Hảo tiểu tử, lần trước ta không muốn đối địch với người, nhưng lần này người lại nộp mặt đến đây. Dừng tay lại, Túc Hoa, lui đi. Dạ, Hữu môn chủ. Người với kiếm đế có quan hệ gì? Ta không có quan hệ gì với kiếm đế. Ta chỉ biết ông ta là kẻ thù giết cha ta thôi. Được, vậy thì để cho ta thử phi sam lân chưởng của người trước đi. Vì cô nương này, tại hạ không muốn ra tay với cô nương. Tại hạ chỉ muốn biết Triệu đại phu ở đâu thôi. Tại sao vậy? Tại vì cô nương rất là mềm yếu, nhưng vẫn đủ để đối phó người đó. Cứ xuất chiêu đi. Hành tung của bổn môn đã bị người phát hiện, muốn giữ người lại cũng không được rồi. Môn chủ, lần sau mới tính sổ với các người. Để ta tự đi. Người có thể tự đi không? Người đã trúng phải ngũ hành độc chưởng của con yêu nữ kia, máu đã chảy ngược lại. Nếu người không ép độc trong cơ thể người ra, không quá 3 giờ thì người sẽ bị liệt toàn thân, mất hết võ công, giống như phế nhân. Để ta chết rồi hãy tính. Kiếm đế này liều chết cứu người khỏi tay con yêu nữ đó. Tiểu tử, bây giờ mạng sống ngươi là của ta, không do ngươi quyết định sống hay chết nữa. Ta không muốn mắc nợ ân tình với ngươi. Tốt nhất ngươi đừng giận chân khí tùy tiện, nếu không ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Mau giữ chân khí tam nguyên của ngươi lại. Bây giờ ta sẽ truyền chân khí qua cơ thể ngươi. Ngươi mau dẫn khí phối hợp với ta, ta sẽ giúp ngươi ép độc ra ngoài. Mau vận hành chân khí đi. Cạp khôn nguyên nguyên, không được có tạp niệm. Ý chí vận hành theo khí huyết, đã thông nhậm đốc nhị mạch trước đi. Không muốn về Vương phủ đâu, sư phụ. Con biết cha kêu sư phụ đưa con về mà. Vì cuộc sống trong Vương phủ quá vô vị sẽ làm cho người ta buồn đến chết. Xin sư phụ đó, xin sư phụ đó. Xin sư phụ đừng bắt con về. Nếu cha có hỏi sư phụ cứ nói không tìm được con là được rồi. Sư phụ, sư này sư phụ thương con nhất, hiểu con nhất mà. Giả lại sư phụ còn chủ trương phận con gái phải hành tẩu giang hồ nhiều hơn. Sư phụ ghét con gái lúc nào cũng ở nhà lắm mà. Sư phụ không lên tiếng tức là đồng ý phải không? Vậy con đi nhé, quay lại. Sư phụ cho con đi đi. Sư phụ cho con làm một người giang hồ hành tẩu khắp nơi đi. Anh gì? Sư phụ còn không biết trong lòng con đang nghĩ gì sao? Lúc nào con cũng nghĩ đến tên tiểu tử họ Tiêu, đúng không? Sư phụ đã nói với con như thế nào? Bây giờ Tiêu Hằng Nguyệt đã trúng độc chưởng của Ngân Bình môn chủ, không sống nổi rồi. Thường cửu thường thập, các người còn không mau ra đây sao? Tiểu quận chúa, tại sao quận chúa đứng ở đây ngơ ngác như vậy? Tiểu quận chúa đã bị sư phụ mình điểm quyệt rồi. Chẳng lẽ ta không biết điều này sao? Sư phụ giải quyệt cho quận chúa đi. Còn không mau giải quyệt cho ta sao? Sư phụ mau giải quyệt cho quận chúa đi.
trò nhỏ này mà ta cũng phải giải nữa sao? Vậy ngươi đến đây để làm gì? Ngươi giải đi. Được, con giải. Sư phụ, con giải hả? Đừng giải vờ với ta nữa. Tại sao bây giờ các ngươi mới đến? Tiểu quận chúa, đừng gọi nữa. Ngươi còn muốn ăn tắt tay nữa sao? Thăm kiến hữu môn chủ. Tiêu Hàn Nguyệt được kiếm đế cứu đi rồi. Kiếm đế hả? Đúng. Lúc nào kiếm đế cũng chống đối cổ độc môn chúng ta. Thật ra bổn tọa muốn đuổi theo, nhưng bổn tọa phải trở về tổng đàn cổ độc môn gấp. Cho nên bổn tọa muốn ngươi và Túc Anh phụ trách nhiệm vụ này. Ý của môn chủ là muốn thuộc hạ bắt kiếm đế sao? Đúng. Khởi kiệu. Dạ. Cung tiễn hữu môn chủ. Anh Hoa. Nó chuồn mất rồi. Anh, sao con không chịu nghe lời ta? Anh Hoa, tại sao vậy? Tại sao lại muốn tỷ giết ông ấy? Bây giờ tỷ chỉ có hai con đường, không giết kiếm đế thì phải giết bản thân. Môn quy của cổ độc môn chắc là tỷ hiểu rất rõ. Nếu là muội có giết ông ấy không? Muội sẽ giết. Hai mươi mấy năm qua tỷ đều vướng bận vì tình, vì một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy có đáng không? Môn phủ không phải không dám chịu trách nhiệm, vậy tại sao hắn không chịu ở bên tỷ sống một cuộc sống thần tiên được người ta mến mộ vậy? Hai mươi mấy năm qua hắn luôn tránh mặt tỷ, hắn phụ lòng tỷ, chẳng lẽ tỷ không hận hắn sao? Tại sao tỷ không thể làm như vậy? Tại sao tỷ không thể cắt đứt tơ tình giết chết hắn vậy? Túc Hoa, muội không bao giờ hiểu đâu. Đúng vậy, muội không hiểu. Nhưng muội hy vọng tỷ có thể quyết định trước khi bọn họ tìm được hắn phục tùng môn quy. Hàn Nguyệt, có phải con cũng hận cha như mẹ con không? Ngươi không sao rồi. Sau khi ngươi dùng quỳ hoa phục nguyên đơn này thì ngươi sẽ khỏi ngay. Dùng đi, ta không hại ngươi đâu. Hàn Nguyệt, bây giờ cổ độc đã được giải trừ, sau này ngươi tự liệu lấy đi. Tiểu tử, ta đã cứu mạng người, tại sao ngươi còn dùng chiêu thức độc ác như vậy đối phó ta? Chiêu thức của người tại sao giống hệt chiêu thức của mẹ ta? Võ công trong thiên hạ đều cùng xuất xứ, người không cần cảm thấy kỳ lạ. Ông ta đã mấy lần cứu mình, võ công mẹ dạy cho mình giống hệt của ông ta. Kiếm đế chính là cha người, kiếm đế chính là cha người, kiếm đế chính là cha người. Tiểu tử, người đang ngơ ngác gì vậy? Thương tích của người đã khỏi rồi, tại sao còn không đi đi? Chẳng lẽ ông là cha ta sao? Cả đời ngôn phủ này đều mê võ, không có giao quyến. Tiểu tử, người đi đi. Kiếm đế, ông không có trách nhiệm. Trước là ông đã phụ lòng mẹ con Tiêu Hoàng Nguyệt, sau đó lại phụ lòng sư phụ ta. Ông còn là nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất không? Im đi. Năm xưa vì ta nhất thời hồ đồ, mới bị Vưu Anh Hoa mê hoặc, cả đời ta hối hận lắm rồi. Ta có lỗi với mẹ con Hàn Nguyệt. Cha,
Hằng Nguyệt, cha có lỗi với con. Cha mẹ trên đời này không có lỗi gì cả. Cha, cha về với con đi. Đối với Vũ Anh Hoa, cha không hề có tình cảm. Bà ta lúc nào cũng bám theo cha. Hai mươi mấy năm qua, lúc nào cha cũng tránh mặt bà ta. Vậy để con trở về giải thích với mẹ, mẹ nhất định tha thứ cho cha mà. Này Kiếm Đế, ông đừng đi. Cả nhà ông được đoàn tụ, ta phải giao phó sư phụ thế nào đây? Quay lại, con còn muốn bỏ trốn sao? Sư phụ, sư thúc, là phận con gái mà lại có dáng vẻ như vậy ở nơi quan vắng này, còn ra thể thống gì không? Con, vì con đuổi theo Tiêu Hàn Nguyệt thấy mệt thôi. Tiêu Hàn Nguyệt, Kiếm Đế đâu? Huynh ấy đi theo ông ấy rồi. Coi bộ Kiếm Đế đã trị khỏi thương tích cho Tiêu Hàn Nguyệt rồi. Kinh công của họ rất nhanh, con không thể theo kịp. Họ đi đâu? Quỳnh này, Quỳnh này nhất quyết kéo Kiếm Đế đến gặp mẹ Quỳnh ấy. Tiêu Phù Dung, cha, cha đừng lo. Tuy mẹ rất hận cha, nhưng con có thể cầu xin mẹ quên hết chuyện không vui trước đây mà. Đi nào. Nguyệt Nhi, mẹ, Phù Dung, Ngôn Phủ, mẹ, ông ấy không phải là kẻ thù để giết cha con, ông ấy là cha con mà. Cha, cha, mẹ, Nguyệt Nhi, đánh ngay. Mẹ, mẹ, Ngôn Phủ, tại sao ông còn muốn nhìn nhận Nguyệt Nhi? Mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm để cho cha phải đau khổ suốt đời? Ngôn Phủ, tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Mẹ, anh Hoa, thì ra là con đàn bà độc ác đây. Không ngờ mặt của ngươi dày như vậy, còn để con trai mình đi kéo Ngôn Phủ về đây. Ngươi, ngươi đàn bà này, bà đang nói gì vậy? Tiểu tử thối, hôm nay Tiêu Phù Dung này không để yên cho các ngươi đâu. Mẹ, mẹ nói đúng, tuyệt đối không để cho hai người đàn bà này đến đây kiếm chuyện. Được, Tiêu Phù Dung, hôm nay ta sẽ thu xếp người trước. Oh, my God.
Dừng tay. Anh Hoa. Anh Hoa, võ công ả sử dụng là quyền thiên tố thủ công đó, Ngôn Phủ. Thật ra ông định giúp ả hay giúp tôi? Anh Hoa, cô đừng đến đây làm phiền chúng ta nữa. Được, nếu đã như vậy, tôi phụ dung, ta sẽ thu xếp ngươi trước. Cổ độc, phụ dung, cẩn thận. Cha, Ngôn Phủ. Cha, anh Hoa, cô độc ác lắm. Tiêu Hàn Nguyệt, anh Hoa, giết ả để trừ hậu hoạn đi. Mẹ, thủ pháp Phật quyền trắm mạch à? Ngôn Phủ. Mẹ, mẹ, Ngôn Phủ, ông không sao chứ, Ngôn Phủ? Ngôn Phủ, cha, cha. Phù Dung, tôi có thể chết trước mặt hai mẹ con bà. Tôi có thể nhắm mắt rồi. Ngôn Phủ, cha, cha không được chết. Con không muốn cha chết. Cha, cha. Ông ấy trúng cổ độc, chân khí lại cạn kiệt. Cổ độc đã xâm nhập tim ông ấy rồi. Cổ độc vào tim, cho dù có võ công xuất thần nhập hóa cũng không thể tránh được nỗi đau cổ độc gây ra. Tiêu tiền bối, tiền bối không được giận khí giúp ông ấy, như vậy chỉ làm cho ông ấy đau khổ thêm thôi. Chà, vậy thì có cách phá giải nào không? Trừ khi ông ấy phải dùng giải độc đại ma tán của sư phụ, nếu không ông ấy... Cha, cha, Ngôn Phủ. Anh Hoa, kiếm đế đã trúng cổ độc của tỷ, còn giận chân khí tùy tiện, mùi thấy ông ta không sống được rồi. Chúng ta đừng đợi nữa. Tỷ phải cứu ông ấy. Cứu ông ấy hả? Cứu sống ông ấy để gia đình họ được đoàn tụ à? Anh Hoa, chẳng lẽ tỷ còn mong kiếm đế sẽ răng long đầu bạc với tỷ sao? Chúng ta đi thôi. Con phải giết chết con yêu nữ kia. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Hàn Nguyệt, tránh ra. Bộ cũng là yêu nữ đó. Không ngờ cổ thuật độc ác đến như vậy. Bộ không ngờ sư phụ lại hạ độc thủ với bọn huynh mà. Bộ đi đi. Bộ sẽ đến gặp sư phụ để lấy thuốc giải. Sư phụ, sư phụ. Anh Nhi, sư phụ còn tưởng Tiêu Phụ Dung đã giết con phải không? Bà ấy không làm như vậy mà. Sư phụ, sư phụ định để cho người ta bị cổ độc xuyên tim, đau đến không muốn sống sao? Anh Nhi, sư phụ, sư phụ từng nói kiếm đế là người sư phụ yêu thương nhất trong đời, nhưng sư phụ lại hạ độc với ông ấy để ông ấy đau đến không muốn sống sao? Anh Nhi, ai kêu con để lấy thuốc giải ở sư phụ con vậy? Là con tự đến đó. Là Tiêu Hàn Nguyệt phải không? Anh Hoa, nếu tỷ đưa thuốc giải cho anh Nhi thì Tiêu Hàn Nguyệt sẽ cảm kích anh Nhi không hết đó. Anh Nhi, sư phụ đã quên chuyện này rồi. Sư phụ mong con cũng như sư phụ cũng nên quên Tiêu Hàn Nguyệt đi. Sư phụ. Tiêu Hàn Nguyệt không yêu con đâu. Giống như năm xưa,
Ngôn phủ đối với sư phụ vậy? Sư phụ đã vướng bận chữ tình 20 mấy năm rồi. Sư phụ không muốn con đi vào con đường cũ của sư phụ. Chỉ cần con quên được điều này, sư phụ hứa sẽ dạy Phật huyệt đẳng mạch thủ và cổ thuật miêu cương cho con. Con không học, con không muốn gì cả, con chỉ cần thuốc giải. Anh gì? Sư phụ không đưa thuốc giải cho con đâu. Sư phụ, sư phụ, Kiếm đế đã trúng cổ độc của miêu cương chúng ta, chắc là không ngoài 12 giờ Kiếm đế sẽ trở thành một cái xác điên điên khùng khùng biết đi. Ngôn phủ, cha, cha cố chịu đựng, con sẽ đi tìm Vưu Anh Hoa lấy thuốc giải. Nguyệt Nhi, con biết không, con đi như vậy là nộp mạng. Dù sao, con cũng không thể ngồi ở đây chờ chết, để cha phải khổ như vậy. Đây là bí kíp Tứ Hạ Thần Công. Còn có bức thư Ngũ Dương Gia gửi cho cha. Đạo lý Hưng Quốc đều nhờ nhân sĩ trung nghĩa trong triều, chuyện tiêu diệt yêu ma tà phái, bổn vương ủy thác Ngôn phủ đại hiệp đảm nhiệm trọng trách này, xin đừng từ chối. Cha, con phải luyện thành thần công này. Cha, cha, Ngôn phủ, Ngôn phủ, cha, Ngôn phủ, ông có nghe tôi nói gì không? Đời này kiếp này tôi sẽ ở bên ông, chăm sóc ông. Bất kể ông còn nói chuyện được hay không, tôi cũng biết ông đang nghĩ gì mà. Mẹ, con muốn ở lại bên cha. Không được. Con có biết dụng ý cha con muốn con học Tử Hạ Thần Công là gì không? Con... Nguyệt Nhi, con vẫn còn trẻ, con còn rất nhiều việc phải làm, bá tánh thiên hạ đang cần con. Con không thể suy nghĩ nhiều như vậy, con không muốn nghĩ đến bá tánh thiên hạ, con muốn ở bên cha mẹ. Con có thể không lo cho bá tánh thiên hạ, nhưng chẳng lẽ con định quên Du Lan sao? Hai cha con Du Lan trung thành với Ngũ Dương gia, mới nhà tan cửa nát, chẳng lẽ ngay cả cô ta con cũng quên rồi sao? Du Lan, sư phụ, chúng ta đã đến nơi rồi, tại sao không thấy bóng người nào hết vậy? Sư phụ, chúng ta có đi tiếp không? Ở đây nguy hiểm lắm, không vào hang cọp làm gì bắt được cọp con. Sư phụ, làm sao đây? Nhàn Dân, người to gan lắm, còn dám đột nhập trọng địa của cổ độc môn A-di-đà Phật. Chẳng lẽ thí chủ cố tình đến đây đón tiếp lão nạp sao? Cha ta đâu? Cha ngươi là ai? Gia phụ là Triệu Bích Niên, mọi người gọi là thần y. Ở đây làm gì có thần y? Thí chủ, chúng tôi đến đây là để tìm Triệu Bích Niên. Triệu Bích Niên không ở bổn môn. A-di-đà Phật, thí chủ không được nói dối. Ngươi còn dám sỉ nhục bổn môn chủ sao? Bây giờ thì các người đã biết rồi chứ, đối phó kẻ thù xâm nhập cổ độc môn xưa nay đều là vô hình thâm sâu khó đoán như vậy đấy. Không ngờ ngươi còn cười được. Ngươi dùng thủ đoạn bằng môn tả đạo này, không phải là bỉ ổi lắm rồi sao? Tiểu cô Du Lan, điều này gọi là binh không ngại gian trá. Nếu các người ngay cả kế nghi binh này cũng không hiểu, không phải là ngốc quá rồi sao? Ngươi đáng ghét thật, ngươi đáng ghét thật.
A-di-đà Phật. Du Lan, con đừng nôn nóng, đừng có kiến thức giống như họ. Sư phụ, chúng ta đã trúng quỷ kế, sao sư phụ không hề khẩn trương chút nào? Trái lại, còn ngồi thiền nữa vậy? Đỉnh đầu như có bầu trời, trên đầu tăng nhân có kết xá lợi châu, dưới chân có đất, pháp tướng chiếu rọi. Thân bồ đề là thân người, quý ở tu luyện. Phật tâm xuất phát từ lòng từ bi. Chuyện trên thế gian đều có định số, nôn nóng cũng không ích lợi gì. Nhưng sư phụ, cạm bẫy ở cổ độc môn nguy cơ khắp nơi, dù sao chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết. Du Lan, hai chuyện tai kiếp an tường đều do tâm mà ra, ý niệm sai lệch quả sẽ đến ngay. Nhưng sư phụ nói sâu xa quá, đồ nhi không hiểu. Chiếu theo cách nói trong thế tục là lâm nguy bất loạn, đạo lý này chắc là con hiểu mà. Ta thật sự không hiểu. Bây giờ có thể nói là mọi thứ đã có đủ, tại sao Triệu Bách Niên còn muốn đợi tin tức? Thật ra ông ấy đang đợi tin gì, kéo dài điều gì? Đừng thấy ông ta suốt ngày làm việc, nhưng trong nội tâm đối với chuyện nghiên cứu cổ nữ thân độc không hề quan tâm chút nào. Ông ta chỉ là đang giả vờ, đang giở trò thôi. Không phải vậy đâu. Người nên biết, người học y xem y như mạng sống. Ông ta nhận thấy nghiên cứu ra cổ nữ thân độc thì có thể hóa giải bách bệnh, tạo phước cho con người. Đây là cống hiến to lớn trong y học. Ông ta không muốn làm điều này, thì ông ta muốn làm gì? Ông ta đang tìm cơ hội để rời khỏi cổ độc môn, đoàn tụ với con gái của ông ta. Triệu Du Lan đã đến cổ độc môn chúng ta, có phải Triệu Bách Niên đã biết chuyện này rồi không? Anh Hoa, người có nói cho ông ta biết không? Thuộc hạ không để lộ chút phong thanh nào, người phải bảo mật. Triệu Du Lan đang nằm trong bẫy của chúng ta, sau một thời gian thì sẽ mất hết tâm trí, lúc đó mới thả ả ra khuyên người cha Triệu Bách Niên. Đây quả là một nước cờ tuyệt diệu. Điều hai vị môn chủ nhìn thấy, người phàm không thể ngờ được. Nhưng theo tình huống trước mắt, hãy để Triệu Du Lan được gặp cha, như vậy mới có thể làm cho Triệu Bách Niên siêng năng làm việc. Đây mới là thượng sách. Nếu không thì hãy dùng đầu của Triệu Du Lan buộc Triệu Bách Niên ngoan ngoãn. Còn sớm lắm. Mọi khó khăn trên đời này, thời gian chính là liều thuốc chữa trị tốt nhất. Nhu nhược sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ sẽ trở nên nhu nhược. Tùy theo mong muốn, không chuyện nào không thành. Chỉ cần nắm bắt được thời gian thì người đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Sư tỷ, tỷ nói đúng không? Đúng. Hiện giờ chúng ta đang thử tính nhẫn nại với Triệu Bách Niên và Triệu Du Lan. Sau khi làm cho hai người này mất hết lòng nhẫn nại, để lúc đó muốn họ làm gì thì họ sẽ làm đấy. Không ngày không đêm, không ăn không uống, bị giam, bị đói chết, chúng ta không có cách gì cả. Đệ tử đã học được võ công ở sư phụ, nhưng không thể phát huy. Đệ tử đang nghi ngờ võ công có lợi hay là quỷ kế có lợi. Quỷ kế gian trá, có lẽ nhất thời giành được thành công, nhưng dù sao đời người cũng phải đi trên chính đạo, tâm kính sáng chói mới có thể đạt đến cảnh giới bán nhược. Cảnh giới bán nhược là gì vậy? Cái gọi là cảnh giới bán nhược là vô tư, vô lự,
vô sở trú tưởng, vô ưu, vô sầu, vô đau khổ. Như vậy có phải là quy y cửa Phật mới đạt được cảnh giới này không? Núi cao phải ngẩng đầu, cảnh đẹp phải ngắm nhìn, tuy không thể đến nhưng tâm vẫn chịu ảnh hưởng. Có lẽ là đồ nhi ngu muội, có lẽ đồ nhi vừa mới nhập môn nên chưa lĩnh ngộ được. Sư phụ, nếu như vậy, hay là đồ nhi, hay là thế nào? Đồ nhi muốn xuống tóc quy y A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Sư phụ, vậy sư phụ đồng ý hay không đồng ý? Du Lan, quy y cửa Phật không phải là một câu nói, mà là phải có lòng. Ý của sư phụ là duyên trần của con chưa dứt, tình duyên chưa dứt. Không, con không có tình. Con tình đoạn nghĩa tuyệt với Tiêu Hàn Nguyệt rồi, con không còn tình nữa. Còn chưa, con vẫn còn. Vì lúc nào con cũng nghĩ đến cậu ấy. Con đang nghĩ gì? Chẳng lẽ con không hiểu sao? Sư phụ, lòng con như nước lắng động, con nghĩ đến huynh ấy rồi. A-di-đà Phật, miệng nói không thể chứng minh, hay là chúng ta chứng minh bằng trái tim đi. Dù là khi Phật Đà đang ngộ đạo dưới gốc Bồ Đề, từng có 3.000 ma nữ vây quanh. Bây giờ trái tim con đã lắng động, hay là bây giờ con bắt đầu tịnh tọa đi, để xem trong lòng con còn có bao nhiêu ma chướng. Tịnh tọa như thế nào? Cái gọi là tịnh tọa, người đời gọi là thiền tọa. Nào, con ngồi ở đây đi. Xếp bằng hai chân. Nếu như không được, ngồi bình thường cũng được. Hai tay đặt như vậy. Hai mắt nhắm lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm nhìn tịnh, toàn tâm toàn ý, một lòng thanh tịnh. Sư phụ, con đã toàn tâm toàn ý rồi, tại sao không thể thanh tịnh? Du Lan, vì con còn có rất nhiều tạp niệm, giống như sóng biển, từng cơn xuất hiện trước mắt con. Du Lan, đó là suy nghĩ trong thế tục, không xua đi được, không đuổi đi được. Nào, chúng ta thử lần nữa đi, để tâm trạng được buông lỏng hoàn toàn nhé.
Sư phụ. A Di Đà Phật. Con có suy nghĩ gì không cần nói ra đâu. Tình duyên của con chưa dứt, duyên trần chưa đứt. Mẹ, mẹ, có chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của con kìa, cha đi mất rồi. Sao lại như vậy? Bây giờ ông ấy bị điên điên khùng khùng, có thể đi đâu nào? Chúng ta đi tìm cha đi. Chạy nhanh lên nào, chạy tiếp đi. Ngựa đói bụng chưa? Ăn cỏ đi. Ờ, ăn cỏ, ăn cỏ. Người có cần mỹ nữ không? Mỹ nữ không cần. Vậy người có cần một thanh kiếm không? Kiếm hả? Không cần. Vậy thì người cần gì? Ta hả? Ta là ngựa. Ta phải ăn cỏ. Được, ăn cỏ đi. Ăn cho no đi. Ăn đi, ăn đi. Dừng tay lại. Ngôn phủ, ngôn phủ. Sao ông ăn cỏ? Sao ông phải làm như vậy? Ta là ngựa, ta phải ăn cỏ. Ta phải ăn cỏ. Ngôn phủ, ngôn phủ. Ta biết rồi. Bọn Dương Nghiệt Tiêu Diêu Cung các người lúc nào cũng chỉ diễn được vài diễn hiếp đáp kẻ yếu thấp hèn thì thôi. Đường đường là một kiếm đế phải trở nên như vậy cũng không thể tốt đến đâu đâu. Bọn cầm thú tán tận lương tâm các người, hôm nay ta sẽ cho các người chết không nơi dung thân. Người dám ăn hiếp cha ta hả? Bây giờ kiếm đế đã trở thành ngựa rồi, vui thật. Thừa lúc đục thả câu, người không phải là người. Người là ai? Mười bước giết một người, ngàn dặm không nể tình. Xong chuyện phủi tay đi. Có ai nhớ họ tên? Người không danh không tánh, người là ai? Ta có huyết hải thâm thù, cố tình đến đây để trả thù đó. Ngôn phủ, chắc ngươi biết ta là ai rồi. Ngươi là ai? Ngươi là kẻ thù lớn nhất của ta. Sao lại không hiểu ý của ta được? Nhưng ta... giải về đi. Dạ, tháo mỹ ra. Người này có chiêu thức kỳ lạ, đáng ghét thật. Người có muốn liên kết với Bạch Long này cùng đối phó hắn không? Người sao rồi? Rõ ràng là một kiếm đế một đời. Tại sao còn phải giả điên giả khùng, ngôn phụ? Hoài Phong trước đây của người đã đi đâu rồi? Hoài Phong. Ta có Hoài Phong gì nào? Ở trên núi Thanh Luân, người kết hợp với Thiếu Lâm Võ Đan, Bát Đại môn phái dây đánh Lan Thị Sơn Trang. Bộ tộc Lan Thị không ai sống sót. Ngôn phủ, lúc đó người oai phong lắm mà. À, đó là chuyện nhiều năm trước đây rồi. Chuyện đã cách nhiều năm, nhưng vẫn như mới hôm qua. Ngôn phủ, người đứng trước thi thể tiên phụ, đứng trước quần hùng giang hồ đắc ý nói rằng: mười bước giết một người, ngàn dặm không nể tình. Xong việc phủi tay đi. Có ai nhớ họ tên? Đúng là có chuyện này. Vậy thật ra cha ngươi là ai? Nhìn kỹ đi. Ta có hổ đầu bài chân truyền của tiên phụ. Ngôn phủ, chắc người đã biết chủ nhân của hổ đầu bài này là ai rồi. Hổ đầu bài,
Không sai. Trên đó còn có 10 chữ lớn: Hổ trảo thám âm sơn, quyết thủ sái giang hồ. Hổ trảo thám âm sơn, quyết thủ sái giang hồ. Ta nhớ rồi. Đó là tính vật đoạt hồn của hổ trảo quyết thủ Lan Giảo Kim mà. Chỉ cần đưa hổ đầu bài đó ra thì sẽ có người xuống hoàng tuyền. Không sai. Khi tiên phụ đưa ra hổ đầu bài, xưa nay đều có người chết. Chỉ có gặp ngươi tiên phụ mới chết. Ông ấy đã chết với lưỡi kiếm của ngươi. Tại vì Lan Giảo Kim giết người như rạ, phụ nữ trẻ con cũng không buông tha. Người thần đều căm hận. Ta như vậy là trừ hại cho giang hồ. Im đi. Ông ấy là tiên phụ, ta không thể không trả thù cho mấy. Ngôn phủ, hôm nay là ngày ngươi với ta phải quyết chiến. Đưa bản lãnh của ngươi ra đi. Ta có bản lãnh gì nào? Bản lãnh gì nào? Nếu ngươi được xưng là kiếm đế, dĩ nhiên là dùng kiếm xưng hùng rồi. Nhưng kiếm của ta đâu? Cầm lấy đi. Ngươi dùng kiếm của ta, ta sẽ dùng một nhánh cây tiếp chiêu với ngươi. Tại sao? Khi cao thủ kiếm đạo luyện đến cảnh giới cao nhất, hải hoa lá cũng có thể làm ám khí, có thể truyền nội lực trên một nhánh cây chém đứt sắt thép, không thua kém lôi điện thanh sương. Ngôn phủ, người không cần lo lắng cho ta, mau cầm thanh kiếm của ta, liều với ta đi. Người có bản lãnh lớn như vậy sao? Không có ba lượng ba, có ai dám lên Lương Sơn không? Ngôn phủ, vì trận chiến hôm nay, ta đã vượt Thiên Sơn Vạn Thủy, học hết võ học thiên hạ. Bất cứ kiếm pháp nào, ta cũng đều ghi nhớ rất kỹ. Đối với hạng người như ngươi, ta có đến 10 phần thắng. Cầm lấy đi. Cầm kiếm của ta, liều với ta đi. Ta dùng kiếm của ngươi để so kiếm với ngươi sao? Tình hình này giống như ngươi đã so kiếm với tiên phụ năm xưa. Tiên phụ dùng kiếm của ngươi, còn ngươi thì dùng nhánh cây. Ngôn phủ, hôm nay ta dùng nhánh cây, ngươi dùng kiếm. Dùng nhánh cây để so kiếm với người khác, chỉ có kiếm đế này thôi. Ngươi là ai nè? Ta là hậu nhân hổ trảo quyết vũ của Lan Thị, biệt hiệu là Đằng Kiếm Tú Tài Lan Ngọc Thư. Ngôn phủ, bắt đầu từ bây giờ ta mới là kiếm đế. Người không phải. Người nói nhảm.